khi người máy sau khi sở hữu trái tim, bạn chắc chắn bạn còn có thể phân biệt ra nó là người máy sao? Hoan nghênh đến xem bộ phim kỳ này, do vợ của Michael, Alicia diễn chính. Người máy trỗi dậy, nam chính là một lập trình viên trẻ tuổi chưa chọc đầu. Một hôm anh vô tình trúng một giải thưởng. Sau đó, anh ngồi máy bay trực thăng riêng xa hoa, băng qua núi biển, đến một trang viên nằm ở trung tâm băng nguyên. Theo mức độ xa xôi thế này, điện thoại chắc chắn không có tín hiệu. Theo kinh nghiệm từng kể phim điện ảnh trước đây của tôi, nơi không có tín hiệu tất sẽ xảy ra chuyện lớn. Nam chính đến một tòa biệt thự, gặp được chủ nhân trang biệt, Nathan. Hóa ra, anh ta chính là ông chủ của công ty nơi nam chính làm việc. Công ty của bọn họ là công ty nghiên cứu động cơ cấp bậc thế giới. Hơn nữa, giải thưởng nam chính chúng chính là cùng sống chung một tuần với Nathan, hưởng thụ cảm giác mỗi ngày tỉnh dậy ở trên chiếc giường 20.000 m². Ngoài ra, tìm nam chính còn có một nguyên nhân, đó chính là vì Nathan nhiều năm chỉ có một mình, cảm giác tỉnh lại trên chiếc giường rộng rất cô đơn, cực kỳ hy vọng có người chia sẻ bí mật với anh ta. Nếu nam chính muốn biết thì phải ký tên vào hiệp nghị giữ bí mật. Thế là nam chính ký vào hiệp nghị, muốn biết được bí mật của Nathan. Hóa ra Nathan đang nghiên cứu người máy, còn nam chính giúp anh ta làm kiểm tra Turing. Kiểm tra này chính là để nam chính trực tiếp đối diện với người máy. Nam chính có thể phân biệt rõ cô có phải là người máy hay không, từ đó để phán đoán ra người máy này có ý thức của con người hay không. Rất nhanh, nam chính với nữ chính người máy tiến hành cuộc gặp đầu tiên. Cơ thể của nữ chính chỉ có một số ít bộ phận có da, những nơi khác đều là máy móc tạo thành. Dây điện cũng có thể nhìn rất rõ. Tuy bọn họ chỉ giới thiệu đơn giản, nhưng nam chính suốt tối đó lại nhớ mãi không quên. Buổi tối, lúc nam chính xem TV, lại phát hiện trên màn hình đều là vi giám sát, bên trong là hình nữ chính. Anh nhìn một lúc, biệt thự đột nhiên mất điện, cửa phòng tự động bị khóa, nhưng may mà rất nhanh điện được khôi phục. Nam chính kể chuyện này cho Nathan, nhưng Nathan lại nói mình cũng không rõ. Hơn nữa, sau khi ngắt điện, cửa phòng khóa lại cũng là suy xét đến an toàn. Hôm sau, một cô gái châu Á xông vào phòng, đưa bữa sáng cho nam chính, lại cúi đầu, không nói tiếng nào, ra khỏi phòng. Sau đó, nam nữ chính tiến hành cuộc gặp thứ hai. Lần này, nữ chính hỏi nam chính có bằng lòng trở thành bạn của mình hay không, đề nghị muốn hiểu nam chính hơn, hỏi anh một số vấn đề về phương diện cuộc sống, anh độc thân không, anh ở đâu, người nhà anh thì sao. Nhưng trong quá trình này, biệt thự lại lần nữa mất điện. Nữ chính lập tức thay đổi giọng điệu, Nathan không phải bạn của anh. Tôi xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Đừng tin lời anh ta. Sau khi điện khôi phục lại, nữ chính lại thay đổi giọng điệu, nói đến vấn đề lúc nãy. Chuyện này khiến nam chính rất nghi hoặc. Lúc ăn tối, nam chính biết được cô gái châu Á buổi sáng đưa thức ăn tên là Kyoko. Cô không cẩn thận làm đổ rượu. Thái độ của Nathan với cô cực kỳ tồi. Hơn nữa, Nathan còn trách gần đây luôn mất điện, nhất định là nhân viên lắp đặt điện động tay chân. Còn nói một cách bình thường, sau này sẽ diệt khẩu bọn họ. Nam chính nghe thấy, trong lòng liền hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng chỉ coi là nói đùa. Hơn nữa, nam chính còn che giấu thời gian mất điện, lời nữ chính nói với anh. Chuyển cảnh, Nathan đưa nam chính đến phòng thí nghiệm của mình. Đây chính là nơi anh ta tạo ra người máy. Anh ta nói với nam chính, não của nữ chính thực ra chính là động cơ tìm kiếm. Đây là nguồn gốc cách thức nữ chính học cách suy nghĩ của loài người. Sau đó, nam nữ chính tiến hành cuộc gặp thứ ba. Lần này, nữ chính chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho nam chính. Cô mặc áo quần lên, còn nam chính nhìn thấy cô thì ngây người. Sau khi tách ra, nam chính còn nhìn máy giám sát. Rõ ràng, anh đã yêu nữ chính. Anh cũng tự ý thức được nên anh đi hỏi Nathan, có phải anh ta sắp đặt để nữ chính yêu anh không? Nhưng Nathan phủ nhận, nói với anh, nữ chính chỉ là đơn thuần thích nam chính. Sau đó, nam chính với nữ chính tiến hành cuộc gặp thứ 4. Lần này, nam chính cố ý tạo ra mất điện, hỏi nữ chính, vì sao nói Nathan không đáng tin? Nữ chính nói, vì tất cả đều là Nathan đang nói dối. Nam chính hỏi, thế cúp điện cũng là Nathan làm sao? Chỉ vì xem thử bọn họ lúc không có camera sẽ làm gì? Nữ chính giải thích, thực ra những lần mất điện trước đều là nữ chính tự làm. Vì như thế mới có thể để nữ chính quan sát được, lúc không có camera, sẽ xảy ra hành vi gì. Nam chính rất kinh ngạc. Hôm sau, nam chính tìm Nathan nói chuyện. Anh biết mình không trúng thưởng, mà là được Nathan chọn để đến kiểm tra nữ chính. Nathan không phủ nhận, chỉ nói với anh, vì cậu rất ưu tú, cho nên mới trở thành người được chọn. Dần dần, bóng hình của nữ chính từ từ chiếm lấy tim nam chính, khiến anh bất an. Hơn nữa, trong vi giám sát, anh nhìn thấy Nathan hất văng bức ảnh của nữ chính. Anh chất vấn Nathan vì sao, nhưng Nathan dường như không giải thích gì. Lần gặp thứ 5, lần này, nữ chính bắt đầu hỏi vấn đề của nam chính, to gan tỏ tình với nam chính, hy vọng có thể ở bên nhau với nam chính. Nhưng Nathan nói, anh ta sắp chế tạo ra phiên bản mới, còn phiên bản trước sẽ bị xóa ký ức. Chuyện này giống như là giết nữ chính vậy. Nam chính đương nhiên không vui, cho nên, một hôm sau khi Nathan uống say, nam chính lấy thẻ mở cửa của anh ta, lén vào phòng anh ta. Sau khi kiểm tra vi, phát hiện, hóa ra trước nữ chính đã có mấy đời người máy rồi, trong đó còn có người máy sản sinh ra ý thức của mình, muốn chạy thoát khỏi căn phòng. Hơn nữa, Nathan còn giấu thân thể người máy của họ vào trong tủ quần áo. Cảnh đó khiến da đầu người ta tê dần. Không chỉ như thế, Kyoko lúc này cũng xé lớp da trên người ra, lộ ra cơ thể thuộc về người máy. Sau đó nam chính quay về phòng, trăn trở.
những điều anh nhìn thấy mấy ngày nay đều lật đổ tam quan của anh. Anh thật sự hoài nghi mình có phải là người máy hay không, cho nên anh dùng lưỡi dao cắt rách cánh tay. Phút chốc máu chảy ra mới khiến nam chính yên tâm. Cuộc gặp thứ 6, nữ chính lần nữa ngắt điện. Nam chính nói với nữ chính, Nathan sẽ lần nữa viết lại cô. Tối nay anh sẽ chuốc say Nathan, sau đó viết lại lập trình an toàn của biệt thự. Đưa nữ chính đi, nhốt Nathan ở trong đây. Chỉ cần nữ chính lúc 10 giờ tối nay ngắt điện. Rất nhanh, nam chính liền thực thi kế hoạch, tỉnh Nathan, thử chuốc say anh ta. Nhưng trái với bình thường, Nathan hôm nay sao cũng không uống rượu. Hóa ra, anh ta đã biết kế hoạch của họ từ lâu. Vì Nathan đã đổi máy quay thành loại chạy bằng pin, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Nathan. Hơn nữa, từ lúc bắt đầu, đây là một ván cờ. Ngay cả vẻ ngoài của nữ chính đều là Nathan thông qua tìm kiếm ghi chép của nam chính trước đây, biết được mẫu con gái anh thích mà tạo thành. Anh tìm nam chính đến chỉ là vì kiểm tra nữ chính, để nữ chính lợi dụng tất cả thủ đoạn, tự ý thức, sức tưởng tượng, mê lực phái nữ, sự đồng cảm, để nam chính giúp cô chạy trốn. Nói đơn giản, nam chính chỉ là một công cụ, nữ chính chỉ là giả vờ thích nam chính, chỉ vì để anh giúp cô chạy thoát. Hiện giờ, nữ chính đã thành công lừa được nam chính, chứng minh nữ chính đã thông qua kiểm tra Turing, là một người máy hoàn hảo. Chính vào lúc này, căn phòng đột nhiên mất điện. Nam chính lúc này nói với anh ta, thật ra anh đã sửa lại lập trình an toàn, mở tất cả các cửa. Còn lúc này, nữ chính đã ra khỏi căn phòng, nói một vài lời với Kyoko. Bên này, Nathan tức giận đánh ngất nam chính, lôi ra một ống sắt đến hành lang, đánh nhau với nữ chính. Nathan đánh gãy tay nữ chính. Lúc này, Kyoko từ phía sau đâm Nathan một dao. Nathan xoay người đánh ngã Kyoko, nhưng nữ chính lúc này cũng đứng dậy, lại đâm Nathan một dao. Nữ chính lấy thẻ mở cửa của Nathan đi, tìm nam chính đã tỉnh lại, hỏi anh sẽ ở lại nơi này không. Sau đó đến phòng Nathan, lấy cánh tay của người máy phiên bản cũ lắp lên, lại dán da lên cho mình, mặc áo quần vào, trở thành loài người thật sự. Nam chính cách lớp kính, nhìn cô, đi theo đến trước cửa, nhìn thấy xác ở hành lang. Nam chính cuối cùng ý thức được, nữ chính đã khóa anh ở trong phòng. Dù anh có hét thế nào, nữ chính cũng không quay đầu lại. Hơn nữa máy tính cũng ngắt điện. Anh không có cách nào liên hệ với thế giới bên ngoài, không có cách nào thoát khỏi nơi đây. Còn nữ chính cuối cùng ra khỏi biệt thự, ngồi lên trực thăng, đến thế giới loài người. Sau khi xem xong, tôi thấy da đầu tê dần. Cả bộ phim, nói là loài người đang kiểm tra người máy, không bằng nói là người máy đang học tập, mô phỏng loài người, cuối cùng vượt qua con người. Từ khi nữ chính bắt đầu hỏi ngược nam chính, lập trường hai bên dường như đã xảy ra thay đổi. Trước đó chúng ta xem người máy là công cụ thấp hơn chúng ta một bậc, mà chúng ta lại chưa từng ý thức được. Có lẽ trong mắt người máy, loài người mới là người nguyên thủy sử dụng ngôn ngữ và công cụ thô sơ. Ngày nay người máy ngày càng thông minh, có lẽ sớm muốn có ngày, chúng sẽ sinh ra ý thức của mình, thay thế con người. Được rồi, kỳ này đến đây thôi. Thích thì đừng quên like, follow. Chúng ta kỳ sau gặp. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và